một góc tốn tiền siêu khó dễ trốn bên khu trung tâm mà có thể bạn chưa biết. Địa điểm lần này chúng ta sẽ trốn đó chính là trước tòa nhà Museum, tòa nhà thư viện cũng như là cái khu Hàn Quốc mà chúng ta hay nói nha các bạn. Tôi thấy Mel chỉ các bạn á là đi lên đường đua đúng không, mà trốn trên nóc nhà đúng không, thì cách này rất là hay các bạn à. Nhưng mà bây giờ video nó nhiều người biết quá rồi, cho nên tôi sẽ chỉ các bạn một chỗ cực kỳ mới ở trong tòa nhà này luôn nha các bạn. Đầu tiên các bạn biến nhân vật nhỏ giúp mình nhé. Sau đó các bạn hãy tiến về ba bụi cây màu xanh đang nằm ở trước phía cửa. Đặc điểm của ba bụi cây này đó chính là có thể chứa được những cái tên rất là dài giống như mình đây các bạn mà không bao giờ bị lộ luôn các bạn à. Cho nên chỗ này cực kỳ dễ núp và cực kỳ bí mật luôn các bạn mà, khó ai mà phát hiện được các bạn à. Nhưng mà khuyết điểm đó chính là khó quan sát lắm các bạn à. Cho nên cái này các bạn hơi chịu khó một tí nha. Theo các bạn thấy thì trên nóc nhà hay là dưới bụi cây của mình sẽ trốn dễ hơn và khó tìm hơn? Nếu các bạn chọn nóc nhà thì cho tôi phím subscribe nha. Nếu các bạn chọn bụi cây cho tôi phím like nha.